Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da tay da chân tại nhà từ nguyên liệu thiên nhiên hiệu quả hơn kem trộn. Trước giờ chị em thường quan tâm da mặt mà quên mất rằng da tay da chân cũng quan trọng. Nếu như da mặt bạn trắng nõn nà mà da tay da chân đen xì đen xịt thì ôi thôi, nhìn sẽ rất là kịch cỡm. Vậy nên ngoài da mặt thì các chị em cũng nên quan tâm nhiều hơn đến da tay da chân của mình. Trong chuyên mục làm đẹp tại nhà của Đẹp Online hôm nay, mình sẽ chia sẻ từ các bạn một công thức làm trắng da tay da chân cấp tốc. Chỉ sau một vài lần áp dụng, bạn sẽ có được một làn da như ý. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ngay nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là một miếng nha đam tươi. Nguyên liệu thứ hai là một chút kem đánh răng. Với cách làm trắng này thì chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi nhé. Cách thực hiện thì rất là đơn giản. Nha đam thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng phần thịt bên trong của nó. Vì vậy các bạn hãy gọt sạch phần vỏ xanh bên ngoài đi. Và các bạn có thể quan sát mình đang thực hiện. Như vậy là mình đã thực hiện xong rồi đây, giờ mình sẽ mang phần thịt nha đam này đi rửa sạch nhựa nó đi. Việc rửa sạch nhựa này sẽ giúp loại bỏ bớt phần nhựa nha đam, tránh bị kích ứng da. Để rửa sạch phần nha đam thì bạn chuẩn bị một bát nước. Sau đó bạn cho vào bát nước này một chút muối rồi cho nha đam vào rửa. Sau khi rửa xong thì mình sẽ cho nha đam vào cối và mang đi xay nhuyễn. Đây chính là nha đam sau khi mình xay xong. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra một cái bát. Tiếp theo bạn cho thêm vào bát này một chút kem đánh răng. Bạn đánh thật đều tay cho hai nguyên liệu này hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Và đây chính là bát sản phẩm của chúng ta cho cách làm trắng da tay da chân này. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Bước đầu tiên, bạn làm sạch sẽ vùng da tay da chân cần làm trắng. Sau đó bạn dùng khăn mềm lau khô đi. Tiếp theo bạn sử dụng hỗn hợp thoa đều lên da. Bạn vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng khoảng 3 đến 5 phút để các dưỡng chất có trong hỗn hợp thẩm thấu sâu vào bên trong tế bào da nhằm phát huy tác dụng một cách triệt để nhất. Sau khi thoa và massage xong, bạn hãy lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 phút nữa rồi rửa lại bằng nước mát là xong. Với phương pháp làm trắng da tay da chân này, bạn nên kiên trì áp dụng 2 đến 3 lần một tuần. Và chỉ cần bạn kiên trì áp dụng, bạn sẽ phải bất ngờ với sự thay đổi làn da của mình đấy. Da bạn có đen xấu đến mấy cũng trở nên trắng mịn không tì vết, ai nhìn cũng phải mê. Vậy tại sao phương pháp này lại hiệu quả bất ngờ như vậy? Nha đam hay còn gọi là lô hội là bí quyết làm trắng da được nhiều chị em chia sẻ bởi thành phần tự nhiên và hoạt chất gel mát sẽ giúp bạn xóa tan cảm giác nóng rát sau khi bị cháy nắng, đồng thời cung cấp lượng ẩm, giảm sưng tấy cho da. Song song cùng với nha đam thì kem đánh răng cũng được mệnh danh là một thần dược làm đẹp từ tự nhiên của chị em phụ nữ. Trong kem đánh răng chứa hàm lượng lớn baking soda làm mờ đi lớp bề mặt da đen sạm chín màu. Vì vậy, chỉ sau khi dùng, bạn đã thấy cảm nhận được sự khác biệt da trở nên trắng, sáng hơn. Hãy áp dụng ngay hôm nay để có thể tự tin tỏa sáng mọi lúc mọi nơi bạn nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc.
Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!